Tới tối rồi, cả làng ngủ đi. Virus ơi dậy đi. Virus ơi, virus dậy đi. Đêm nay virus có muốn lây bệnh cho ai không? Ok, virus ngủ đi. Bác sĩ ơi, bác sĩ dậy đi. Đêm nay người này bị lây, bác sĩ có muốn cứu không? Bác sĩ có muốn cách ly ai không ạ? Bác sĩ ngủ đi. Bà bán khẩu trang ơi, đêm nay bà có muốn tăng giá khẩu trang không? Bao nhiêu? 50? 500? Thiệt là hiền hậu nè. Chị Đông dậy đi. Đêm nay chị Đông có muốn tăng bài, share like, câu like không? Ok, truyền thông ngủ đi. Cả làng ơi dậy đi. Cả làng ơi. Làng. Đêm qua làng của chúng ta có một người bị cách ly.